Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Tuấn C. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một khẩu súng mà có lẽ là tại cái thời điểm này thì chưa có ai có anh em ạ. Đó chính là khẩu súng IMSG. Trời ơi, vâng, khẩu súng này thì phải gọi là quá đẹp luôn anh em ơi. Anh em nhìn thấy nó có chất không? Rồi, còn tại vì sao mình lại sở hữu khẩu súng này tại một cái thời điểm mà lại sớm đến cái mức như vậy thì bí mật anh em nhá, dành cho những bạn nào mà đoán ra được. Rồi, có 3 bạn cho Tuấn SC rồi. Quá ngon. Trời ơi, phải nói là cầm khẩu súng này nó rất là đầm tay anh em ạ. Nó khác hoàn toàn với những khẩu súng mà mình đã từng cầm. Nó có một cảm giác khá là nặng và đạn bay khá là nhanh. Rồi, ra đây, ngon quá. Hôm nay thì do là mình test sớm để cho anh em thấy được khẩu súng này và để cho anh em gọi là nổi cái gọi là hứng lên và nạp để gọi là sở hữu một cái em súng. Mình có thể nhận xét đây là một em súng khá là đẹp, đẹp vãi linh hồn luôn anh em ơi. Đấy thì mình sẽ làm một trận đấu thường thôi. Đó, để anh em thấy được vẻ đẹp cũng như sức mạnh của khẩu súng IMSG này và anh em nạp thôi. Đấy, còn để test vào trong cái chế độ đấu danh thì mình sẽ test sau anh em nhá. Hôm nay gọi là nhá hàng cho anh em thấy được vẻ đẹp quyến rũ của khẩu súng MSG này. Trời ơi, nhiều người quá, nhiều hàng quá. Trời ơi, anh em thấy bắn nó có phê không? Quá phê luôn, còn gì nữa. Nào 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 nào. Nào. Á đủ. Á đủ con chuột chù. Toàn đầu là đầu thôi các bạn ạ. Liều mình có cái đẹp trả lũa. Vì sao lại còn 18 máu. Ôi, thôi xong rồi. Vâng, pha đấy mình lùi mà lùi đúng vào cái vách tường. Lùi đúng vào cái vách tường. Nào ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Ra đây hộ cái. Nào vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Mình lại sợ các bạn quá. Cái gì này? Cái kia làm gì này? Ô. What the hell? What the hell? Ủa, bắn toàn tuyệt anh em ơi, mù mắt, mù mắt. Trời ơi. Vâng, vừa mới ăn được mạng cái là lên bảng đếm số luôn. Bảo sao mà không nhục đi. Nào tiếp nào. Nhảy nhót ra đây này. Không sợ chết à? Không sợ chết à? Rồi rồi rồi, nhảy đi. Ôi. Đấy. Trời ơi. Úi dồi ôi. Thì vừa rồi mình cũng đã bắn ở một số những cái room khác rồi. Và anh em lại có bảo mình là hack. Mình không biết là tại sao anh em lại bảo mình hack nữa. Có lẽ anh em nhìn cái khẩu súng này nó mới lạ quá chăng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thánh thần ơi. Đùa tôi chắc. Thôi xong rồi. Vâng. Lỡ ngớ thế nào lại lên bảng đếm số. Quá đen. Nào 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 nào. Vừa mới mò đến đã thấy thanh niên đập mặt vào tường chết rồi. Đen quá bạn ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Nào. Lên bảng đếm số đi. Còn chờ đợi cái gì nữa? Rồi bắn toàn tuyệt thôi. Cách lên đạn của khẩu súng này nó khá là dị anh em ạ. Phải nhồi nhồi đạn xong rồi mới lên được. Thế là mình tính ra khẩu súng này trong cái khẩu súng mà lên đạn khá là lâu đấy. Thế anh em sẽ phải rất là kiểu quan tâm đến cái vấn đề này. Nào 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 bạn cuối cùng này. Nào bạn cuối cùng này. Tuyệt vời. Và như vậy là mình đã đem đến cho anh em một video clip với khẩu súng IMSG mới ra mắt trong tập kích. Và anh em thấy sao? Hãy đừng quên để lại cho mình một like và subscribe channel để ủng hộ cho mình làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.